Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ 20 phút tối giờ Cali. Ở Việt Nam rồi đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và những mà nào mà theo dõi thông tin đó, thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng khoảng chừng 3 tuần qua đó từ cuối tuần tới bây giờ thời ra chúng ta không có nhiều tin tức các bạn và thậm chí trên thị trường thì chúng nói chung nó cũng không có nhiều tin tức nhưng mà thường cũng có một số những thông tin bật thường muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng sẽ cùng nhau xem một số những cái dữ liệu on chain để các bạn ít ra có thể biết được tổng quát là tình hình on chain bây giờ ra sao à, hy vọng là có thể giúp đỡ được trong cái con đường đầu tư crypto cho các bạn Trước hết thì chúng ta hãy nhìn vào kết thúc ngày hôm nay thì chứng khoán Hoa Kỳ ra sao Thì mở đầu tuần này các bạn thì được cả ba chỉ số đều có một cái sự tăng trưởng Nasdaq thì tăng cho lại 0.93% S&P 500 thì tăng 0.39% và Dow Jones thì tăng 0.22% Đây cũng là một tuần mà cũng khá là im lặng Tại vì chúng ta không có nhiều những cái sự kiện lớn trong tuần này tuần sau đó chúng ta sẽ rất là bận rộn các bạn tại vì tuần sau đó chúng ta sẽ có những thông tin như liên quan tới pce liên quan đến gdp như là tổng sản lượng quốc nội của hoa kỳ rồi chúng ta cũng sẽ có cái công bố lãi suất đến từ Fed tuần sau rất bận rộn tuần này đó thì không có nhiều cái sự kiện không biết là giá cả tuần này đã có nhiều dao động hay là không nhưng mà mở đầu tuần này thì cũng đã xanh lại một chút chúng ta nhìn thấy được là pre market thì bây giờ thì không có nhiều cái sự thay đổi các bạn chỉ số Nasdaq futures thì xuống nhiều nhất xuống 0.21 còn lại thì không đáng kể Hợp đồng dầu thì sao các bạn? Hợp đồng dầu đó thì uh, ở mức là khoảng 74 33 đô 33 cent cho một thùng dầu. Nói chung thì sau khi đã hồi phục từ cái mức là dưới 70 đô thì bây giờ cũng đang ngưng lại mức là khoảng chừng 74 75 đô. Hợp đồng vàng thì sao các bạn? Hợp đồng vàng đó thì tăng nhẹ một chút các bạn. Chúng ta đã đi ngược trở về cái hướng là 2.000 đô. Bây giờ là 1.961 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao? Crypto nếu chúng ta nói riêng về BTC đây thì cũng không có nhiều sự thay đổi các bạn Giá của BTC ngày hôm nay là 30.168 Và cái mức giá này cũng là mức giá cỡ như chúng ta đã thấy trong vòng từ cuối tuần qua tới bây giờ các bạn Cuối tuần qua đó chúng ta thấy được là mức giá khoảng chừng là 30.300 Thì bây giờ xuống thêm một chút xíu nữa ở Mức là 30.169 Hôm nay đây cũng có một cái thời gian các bạn thấy giá xuống dưới 30.000 đô ở mức là 29.664 đô Rồi sau đó họ phục trở lại và vẫn giữ được trên cái mức là 30.000 đô BTC các bạn thấy được là không có nhiều cái sự thay đổi gần đây về giá cả Chúng ta cũng đã có một thời gian giá tăng ngược trở lên là 31.000 đô Nhưng mà khi các bạn zoom ra đó các bạn thấy được là giá của BTC đó Thật ra cũng xoay quanh cái mức là từ 29.000 tới 31.000 Và chúng ta đã thấy cái mức này đó từ thời điểm là ngày 21 tháng 6 rồi các bạn Nghĩa là gần một tháng qua thì giá BTC cũng trong phạm vi từ 29, 30, 31 Rồi trở về 30, 29 rồi đi ngược trở lên Không biết là chúng ta đang chứng kiến một cái sự im lặng trước dòng bão hay là chúng ta đang chứng kiến một con hổ trước khi mà săn mồi đó thì nó nằm im một chỗ. Đương nhiên trường hợp im lặng trên trong bão là rất là bearish Còn trường hợp mà con hổ nằm im một chỗ trước khi mà săn mồi Đó là trường hợp bullish các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Nhưng mà về altcoin nên thì nó sôi động hơn chút các bạn Hôm nay chúng ta có xanh có đỏ Chúng ta cũng có những cái đồng như là sui tăng 12.7% Nhưng mà chúng ta cũng có những đồng như là one inch à, thì đi ngược trở xuống 20% Nói chung thì đã có nhiều cái sự sôi động hơn ở trong à, thị trường altcoin BTC thì không có nhiều sôi động các bạn Chúng ta nhìn thấy tổng số vốn hóa hiện bây giờ đó thì xuống 0.3% trong vòng 24 giờ qua, vốn hóa thì hơn 1,2 2 nghìn tỷ hiện tại BDC, uh, Ethereum thì các bạn thì không có sự thay đổi nhiều Chúng ta nói tới những đồng như là XRP đó Thì bây giờ vẫn khoảng chừng là 73 cent các bạn Giảm uh, 2.5% nhưng mà trong đầu tuần qua thì vẫn tăng 55% Hôm nay chúng ta vẫn có thêm những cái tin tức liên quan tới XRP Thuận muốn chia sẻ với các bạn Có thể là nhiều bạn uh, đã cảm thấy hàm chán với thông tin liên quan tới XRP Tại vì chúng ta đã nói tới khá nhiều trong tuần rồi Và thường đã làm nhiều video chia sẻ chi tiết Nhưng mà những bạn nào mà theo tin tức cũng đã biết là phần lớn tin tức vẫn xây One cái thông tin liên quan tới XRP, Ripple và SEC tại vì đây là một cái thông tin rất là quan trọng mà có ảnh hưởng dài hạn đối với crypto và hôm nay chúng ta lại có thêm những cập nhật mới nhất đặc biệt chúng ta đã thấy được là chủ tịch giao chancellor cũng đã dự một số những cái cuộc phỏng vấn và đương nhiên người phỏng vấn sẽ không quên hỏi giao chancellor về chia sẻ cảm nghĩ liên quan tới sự kiện xrp không phải là chứng khoán chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này một lát nữa bnb thì các bạn thấy là tăng 1 trên phần ngày hôm nay chúng ta lại sẽ có thêm một cái tin tức xấu liên quan tới binance được tung ra bởi Wall Street Journal Tôi sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa với các bạn Những đồng khác thì chúng ta thấy là Cardano thì xuống 1 trăm Solana thì xuống 1.9% nhưng mà Solana một trong những đồng cũng đã có sự tăng trưởng nhanh trong vòng một tuần qua các bạn thấy tăng 23% Chúng ta hãy bắt đầu nói tới một số những cái cập nhật liên quan tới tài liệu on-chain Thì tài liệu on-chain đó là một phần để các bạn nắm được thông tin mà thôi các bạn Thật ra những cái dữ liệu này đó nó không có mang cái tính chất là các bạn có thể dùng nó để mà trade ngay lập tức hay gì hết Phần lớn những dữ liệu on-chain đó nó chỉ cho chúng ta hiểu cái kết cấu của những cái ví và những cái giao dịch on chain đó thì từ đó chúng ta có thể suy luận ra tâm lý thị trường như thế nào và các bạn có thể dùng những cái dữ liệu này cùng với lại tin tức cùng với lại phân tích kỹ thuật và những thứ khác để có thể cho các bạn một cái nhìn tổng quát hơn thì một trong những cái dữ liệu on chain chúng ta thường hay xem đó chính là cây bitcoin hitmap các bạn và cái hitmap này đó là cho chúng ta thấy được là những cái nhóm ví có những cái đồng tình như thế nào thì chúng ta cũng cập nhật hàng tuần các bạn và các bạn thấy được đây là cái thông tin mới nhất ngày 18 tháng 7 thì các bạn sẽ thấy ở bên tay trái đó chúng ta có những cái nhóm ví như là dưới 1 BTC 1 tới 10 rồi lên tới hơn 10.000 BTC và các bạn đã biết là những cái màu từ đỏ cho đến xanh dương à, màu đỏ nghĩa là phân tán BTC như là có BTC rồi khỏi ví và xanh dương nghĩa là nạp vào thì chúng ta thấy được là tuần này đó chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường nhìn thấy là những cái địa chỉ ví lớn nhất đó, có hơn 10.000 BTC thì đã chuyển từ màu xanh thành màu đỏ các bạn như là cây nhóm lưu trữ nhiều BTC nhất trong ví của họ đã có dấu hiệu là phân phối BTC à, trong một thời gian là các bạn chúng ta nhìn thấy hiện tượng này đó, đã có từ khoảng chừng là đầu tháng 7 cho tới bây giờ để chuyển thành màu đỏ nhưng mà ngược lại chúng ta thấy là trước đây đó thì có nhóm duy nhất tích lũy đó chính là từ 1 tới 10.000 BTC nhưng mà chúng ta thấy là những nhóm khác nó cũng đã từ từ chuyển thành đỏ, thành màu xanh rồi. Chúng ta nhìn thấy được cho tới bây giờ đó, đã có thêm một nhóm nữa bên dưới này đó chính là từ 10 đến 100 BTC cũng đang từ từ tích lũy. Chúng ta thấy được là bắt đầu cũng có một số màu xanh xuất hiện, tuy là nhạt nhưng mà bên dưới này các bạn thấy là cũng bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi. Có nghĩa là những cái địa chỉ ví mà có dưới một BTC hay một tới 10. Nói chung đó, thì chúng ta đã thấy là từ từ những cái nhóm để chỉ còn lại đó là bắt đầu tích lũy BTC trong khi cái nhóm lớn nhất là cái nhóm mà đang phân phối BTC cho những cái nhóm còn lại, đó là nhiều mà chúng ta thấy được. Và cái nhóm mà tích lũy nhiều nhất màu xanh đậm nhất bây giờ đó chính là từ 1.000 tới 10.000 BTC và có nhiều người cho đó đây là những cái nhóm như là những cái công ty tài chính họ thấy được là BlackRock rồi đồng loạt một số những công ty phố Wall đó đi vào thị crypto này bằng cách là để đơn để có một Bitcoin Spot ETF thì có nhiều những cái tổ chức đầu tư họ chưa có sự chuẩn bị và họ cũng chưa có nghĩ đến nhưng mà bây giờ đột ngột thấy như vậy đó thì họ lại FOMO và muốn tích lũy để có thể là có những chiến lược BTC cho công ty của họ Tại bây giờ The BlackRock đã muốn tham gia vào thị trường này rồi và họ không muốn bỏ lỡ cơ hội thì có thể đó là những cái quỹ mà đang lưu trữ tích lũy hiện tại. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là tài liệu đến từ uh, Conshare đó, đây là cái tài liệu chia sẻ uh, mỗi tuần các bạn và chúng ta đã thấy được là liên tục 4 tuần chúng ta đã thấy có số lượng tiền đến tiền của đầu tư đi ngược cho vào thị trường này. Trong khi đó trước đó khoảng chừng 9 tuần đó là tiền liên tục rời khỏi các bạn. Điều này cũng cho chúng ta thấy được là những cái quỹ đầu tư nó cũng giống như là thuận với các bạn mà thôi. Các bạn thấy được là những lúc mà giá cả tăng cao đó thì nhiều người FOMO họ lo sợ là họ tích lũy không đủ, nhưng mà ngược lại những lúc mà thị trường ảm đạm, giá cả giảm xuống là những lúc mà họ nên tích lũy để có mức giá tốt hơn đó thì họ cũng giống như chúng ta các bạn, rất nhiều quỹ thì lại sợ không muốn đụng vào các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là những cái tuần trước đó, chín tuần liên tục tiền rời khỏi và họ chỉ trở lại khi mà giá đã tăng sau khi có cái thông tin liên quan tới Blackrock mà thôi nhưng mà đương nhiên đây chỉ là một cái góc nhìn nho nhỏ và một số quỹ à, được à, thống kê bởi con xe mà thôi như là những quỹ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó không phải là tất cả nhưng mà nó ít như gì cũng cho chúng ta thấy hàng tuần là những cái quỹ đầu tư này có động thái gì một điều mà các bạn nên lưu ý đó là cái số lượng tiền đổ ngược trở vào thị trường này đó là 742 triệu đô la đến từ những quỹ đầu tư này à, và trong vòng chỉ có 4 tuần thôi bạn trong vòng 4 tuần đã có số lượng tiền này đổ ngược cho vào nhưng mà phần lớn nó các bạn sẽ để ý thấy được là đều đổ vào BTC hết các bạn đã thấy là tuần vừa rồi đã có 139 triệu gần 140 triệu đã đổ vào quỹ BTC và thật ra ngoại trừ BDC ra đó, những đồng khác hầu như không có nhiều cái sự thay đổi các bạn cái số lượng tiền đổ vào rất là ít như là Tether đã thậm chí tuần vừa rồi những quỹ này à, không những là có thêm tiền vào Ether mà còn có khoảng chừng là một triệu sáu à, bị bán ra bởi những quỹ này nếu mà chúng ta nhìn thấy cái cột thứ ba này đó nó để cái chữ là YTD flows đây có nghĩa là cái số lượng tiền vào hay ra tính từ đầu năm tới bây giờ các bạn và từ đầu năm tới bây giờ là cái thời điểm rất là tốt tại vì các bạn đã biết là BTC đã tăng từ mức khoảng chừng là 15 16 ngàn đô từ đầu năm mãi tới bây giờ đã là hơn 30 ngàn đô thì cái số tiền vào thị trường này nhiều nhất từ năm tới bây giờ đó là vào BTC các bạn con số lớn đến nỗi mà thực sự không thể so sánh với những đồng còn lại các bạn thấy là BTC có 571 triệu hơn nửa tỷ đô la đã vào BTC từ những quỹ này còn lại đó các bạn thấy được là Ethereum thật ra từ năm tới bây giờ đó đã mất đi 74 triệu chúng ta nhìn thấy được là Binance BNB đó thì mất đi một triệu chúng ta nhìn thấy những đồng khác đó thì có cái sự tăng trưởng nhưng mà cũng không phải nhiều và đặc biệt đó cái quỹ mà có sự tăng trưởng lớn thứ nhì trong danh sách từ năm tới bây giờ đó chính là quỹ số BTC các bạn có thêm 55 triệu trong đó nói chung từ đầu năm tới bây giờ đó cái điều mà những quỹ đầu tư này quan tâm đó chính là BTC và BTC only và điều quan trọng hơn đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng tiền tuy là tính tuần rồi đó chúng ta thấy cái số lượng tiền nhiều nhất đến, đến từ Hoa Kỳ 100 là 9 triệu chúng ta thấy được cái quốc gia lớn thứ nhì có tiền và chuyện này trong tuần vừa rồi đó, là Canada là 28 triệu Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cột year to date thì chúng ta thấy được là rất rõ ràng Quốc gia mà có nhiều tiền vào thị trường này nhất từ đầu tới bây giờ đó chính là Hoa Kỳ đứng thứ nhì các bạn đó chính là Germany như nước Đức thì chúng ta cũng đã thấy được nước Đức đó, gần đây có nhiều động tĩnh là những cái quỹ này nạp tiền vào trong thị trường crypto thì tại sao đó chúng ta cũng chưa có rõ các bạn thường chỉ biết được là ở nước Đức thì chúng ta cũng đã có những cái sàn giao dịch mà có mặt trong thị trường chứng khoán đó, thì cho những cái khách hàng tiếp cận được với lại những cái đồng như là BTC chúng ta cũng đã biết là Nước Đức là một trong những quốc gia mà cũng có những cái luật coi như là thiện cảm với là crypto và đặc biệt gần đây ra thì ở châu Âu đã có luật mica được thông qua và sẽ áp dụng bắt đầu từ năm sau. Có thể đó là những cái yếu tố dẫn đến cái sự hứng thú liên quan đến BTC đến từ những quỹ của nước Đức. Như bà nào mà sống ở đó có thể chia sẻ thông tin ở phần bình luận bên dưới này. Và đây là cái thống kê tuần này của con Share các bạn. Và như thần chia sẻ đó có thể là những cái quỹ mà từ 1.000 tới 10.000 BTC mà đang có cái dấu hiệu là tích lũy hiện tại có thể đó là những quỹ như là được thống kê bởi Conche một cái tài liệu on chain khác mà nhiều bạn có hứng thú đó chính là hiện bây giờ chúng ta có thấy nhiều những cái BDC trên những cái sàn OTC hay không sàn OTC là những cái sàn mà thường hay nói là dòng ngoài các bạn đây là những cái sàn mà giao dịch giữa những cái tổ chức đầu tư những người mà có tiền với nhau tại vì họ không muốn lên trên sàn giao dịch như là Binance hay là Coinbase để mà mua hay bán tại vì khi mà mua bán số lượng lớn đó thì sẽ không đảm bảo được giá khi mà bán số lượng lớn đó thì càng bán giá sẽ càng xuống các bạn và khi mà họ mua số lượng lớn đó thì càng mua giá sẽ càng lên cho nên những cái con số lớn đó thì họ thường thích giao dịch thông qua OTC thì OTC đó thì bây giờ có nhiều Bitcoin hay là ít Bitcoin thì tại sao điều này lại quan trọng các bạn thì đi thường chia sẻ một ví dụ với các bạn giống như là các bạn là chủ của một nhà hàng và các bạn bây giờ là đang tích lũy rất nhiều những cái thực phẩm thì tại sao các bạn lại tích lũy những thực phẩm ở trong nhà hàng tại vì chủ nhà hàng đang nghĩ là sẽ có nhiều nhu cầu, có nghĩa là có nhiều khách hàng đến cho nên cần phải tích lũy thêm, thịt thêm những thứ khác trong nhà hàng để mà phục vụ cho khách hàng thì cũng tương tự như vậy các bạn. Khi chúng ta thấy dấu hiệu là những sàn OTC đã bắt đầu tích lũy Bitcoin tại vì họ nghĩ là sẽ có nhiều cái nhu cầu đến từ khách hàng tại vì hoạt động kinh doanh của họ là họ bán rồi lấy cái phần phí giao dịch chiếu hoạt động kinh doanh của họ đó không có phải là tích lũy BTC để kiếm lời thì chúng ta đã thấy được là từ thời điểm à, khoảng chừng là ngày 7 tháng 4 cho tới bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy được là cái đường màu vàng này có xu hướng tăng trưởng có nghĩa là càng ngày càng có nhiều Bitcoin xuất hiện trên những sàn OTC hơn cái thông tin kế tiếp này cũng rất là thú vị các bạn tại vì giờ chúng ta biết là sẽ có một nhóm người như là thùng và nhiều bạn đó thì sẽ luôn liên tục tích lũy BTC nhưng mà chúng ta muốn biết là cái số lượng người tích lũy BTC DC dài hạn nó có tăng theo thời gian hay là không có nghĩa là chúng ta muốn xem coi là có nhiều địa chỉ ví mới xuất hiện tích lũy BTC Đương nhiên ở một người có thể có nhiều địa chỉ ví cho nên nó cũng không nói lưu được tất cả Nhưng mà ít nhiều gì đây cũng cho chúng ta có một góc nhìn là chúng ta đang chứng kiến là càng ngày càng có nhiều ví BTC xuất hiện Rồi sau đó có xu hướng là những ví này tích lũy hay không Thì cô cho là có các bạn Đây là cái dấu hiệu cho chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu vàng này ra ngày lại càng có sự tăng trưởng Cho tới bây giờ đã có tổng cộng dựa theo Classno đó là khoảng chừng 800 37.000 địa chỉ ví đang tích lũy BTC hiện bây giờ con số đó hoàn toàn không hề nhỏ các bạn và ngày lại càng có sự tăng trưởng cái lần cuối cùng đó cái đường màu vàng này có cái sự giảm xuống đó đó chính là khoảng chừng tháng 1 năm 2018 các bạn rồi sau đó lại từ từ có cái sự phục trở lại và cho đến cái thời điểm là khoảng chừng tháng 4 năm 2020 thì cái số địa chỉ ví tích lũy đó đã bằng với lại cái đỉnh của năm 2017 và sau đó tiếp tục tăng trưởng và đặc biệt hơn đó là trong cái đợt mà giá xuống năm 2022 thì thường zoom và các bạn thấy rõ hơn là chúng ta thực sự không thấy có một cái sự thay đổi nhiều giống như năm 2018 mà thường vừa chia sẻ mới đây ngay cái khúc này các bạn trong cái đợt năm 2020 đó thì chúng ta có một cái thời gian đó chính là tháng 11 đây là cái thời đỉnh điểm của cái sự lo lắng các bạn đây là cái thời điểm mà sang FTX thì sụp đổ thì ngay sau đó các bạn cũng đã thấy là có một cái sự giảm xuống cho cái đường màu vàng này có nghĩa là có một số địa chỉ ví đã không tiếp tục tích lũy BTC nữa nhưng mà sau đó đã có sự hồi phục trở lại và hồi phục nhanh hơn nhiều so với năm 2018 thì ít như gì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy được là cũng vẫn còn có rất là nhiều hodlers ở trong thị trường này và thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ đó là một cái thông tin mình nhiều bạn hỏi thuận đó chính là ngay thời điểm giá bây giờ thì dựa theo Classno đó có bao nhiêu phần trăm BTC đang có lời hiện tại thì dựa theo Classno đó các bạn có thể thấy được là chúng ta đang ở mức là khoảng 73.8% ở mức là 30.160 đô là 73.8% của BTC đang có lợi hiện tại thì con số này là tốt hay xấu các bạn con số này là nó nằm ngay chính giữa chúng ta không có muốn thấy là cái đường mà màu vàng này đó nó đi quá nhanh và đi vào có dùng màu hồng bên trên này có nghĩa là hơn 95% BD sẽ có lời khi mà giờ có dùng màu hồng này đang nghĩa là khả năng chốt lời rất là cao các bạn bây giờ đó thì chúng ta được là ở mức là 73 thì coi nằm là chính giữa tại vì cái mức bên dưới này đó bên dưới cái đường màu xanh lá cây này nghĩa là mức 50% các bạn khi mà chúng ta thấy được cái số lượng BTC mà có lời dưới 50% đó thì đó thường là những thời điểm tích lũy tốt và thường đã từng chia sẻ với các bạn thời điểm tích lũy tốt đó chính là cái thời điểm này các bạn ngay lúc mà tháng 11 ngay lúc mà nhiều bạn lo lắng nhất khi mà giá PDC chỉ có 15-16 ngàn mà thôi Và ngay thời điểm này tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn Đây là một trong những dấu hiệu hiếm thấy Và nếu các bạn tin vào lịch sử của chỉ số này đó, Thì đó là thời điểm tốt đều tích lũy Và đợt này cũng không ngoại lệ Bây giờ thì nó nằm chính giữa các bạn Giữa cái dùng màu hồng này và cái dùng màu xanh lá cây Nói chung chỉ số này hiện bây giờ cũng chưa nói lên được gì và ngay bây giờ đó chúng ta có nhiều lệnh đồng 7 hay là không thì câu trả lời là chúng ta vẫn còn nhiều lệnh đồng 7 các bạn và thật ra số lệnh đồng 7 ấy, bây giờ so với đầu năm cũng đã có sự tăng trưởng rồi. Gần đây đó chúng ta cũng đã chứng kiến có một số cái sự dao động giá tăng trưởng nhanh lên 31.000 rồi giảm xuống 1.000 đô trong thời gian ngắn nhưng mà thật ra những cái đợt đó cũng không có nhiều lệnh bị thanh lý các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là lệnh đồng 7 bây giờ trên những sàn vẫn còn cao và đa, vẫn cao từ cái thời điểm từ năm tới bây giờ các bạn và cái số phần trăm đồng 7 đó nghĩa là họ có dùng nhiều đồng 7 hay không thì dựa theo dữ liệu đến từ tiếp tục hoàn thì cái số lượng đòn bẩy hiện tại đó vẫn đang giữ cái phần trăm đòn bẩy cũng không phải thấp đâu các bạn vẫn còn cao như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là cái thời điểm tăng trưởng từ tháng tư của năm nay tới bây giờ thì cái phần trăm đòn bẩy được sử dụng trên những sàn đó vẫn đang tăng lên có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta vẫn đang chờ đợi cái thời điểm đó Không biết như thằng vừa chia sẻ đầu video đó Chúng ta sẽ thấy đây là một con sự im lặng trước khi có dòng bão Nghĩa là giá sẽ có sự xuống mạnh và sẽ có nhiều lệnh bị thanh lý dẫn đến giá xuống mạnh hơn nữa Hay là ngược lại chúng ta sẽ thấy BTC giống như là một con hổ đang ngồi chờ một con mồi các bạn Và lúc đó là lúc mà con hổ nằm im một chỗ Trước khi mà nó tấn công Không biết là chúng ta sẽ chứng kiến sự kiện nào. Nhưng mà không phải ai à, cũng đang thúc đi hiện tại đâu các bạn. Chúng ta có thể à, nhìn thấy được là có một đơn vị vẫn đang bán hiện tại đó chính là những thợ đào. Và đây là cái chỉ số MPI thì chỉ số này đó chúng ta thấy đại diện cho cái đường màu xanh trên màn hình và chúng ta có những cái đường mà gạch đỏ này thì mỗi lần mà đường màu xanh này hơn đường gạch đỏ thì có thể hiểu đó là những thợ đào bán tương đối so với lại 12 tháng trước đó, thì cái tốc độ bán và cái số lượng bán nó cao hơn. Nó không có đại diện cho là cái đường màu xanh này tăng cao thì có nghĩa là bán nhiều BTC hơn cái đường bên dưới này nó không có nghĩa như vậy nó chỉ có nghĩa là bán cao hơn tương đối so với 12 tháng qua thôi các bạn thì chúng ta vẫn thấy được là những cái thợ đạo những cái xưởng đạo đó thì vẫn đang có dấu hiệu là bán BTC hiện tại ít ra họ di chuyển lên trên sàn và chúng ta cũng có thể kiểm chứng thông tin này dựa theo tài liệu đến từ ClassNo các bạn thấy được tài liệu này là đến từ CryptoCoin thì ClassNo cũng cho chúng ta thấy là từ cái thời điểm là ngày 28 tháng 6 tới bây giờ ra thì chúng ta liên tục thấy màu đỏ xuất hiện. Màu đỏ có nghĩa là cái số lượng BTC rời khỏi những cái ví của những cái phu đào các bạn. Và màu xanh lá cây là họ có dấu hiệu tích lũy thì họ tích lũy một thời gian rồi họ chờ đợi giá cả tốt rồi họ di chuyển lên sàn để mà bán thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Và chúng ta cũng có thể thấy được là cái số lượng mà thời đào di chuyển lên trên sàn đó đại diện cho những cái thanh màu xanh lá cây này thì các bạn thấy được rất là điều đặn luôn tuy chúng ta nhìn thấy được là trong vòng khoảng chừng là một năm qua các bạn từ thời điểm này cho đến thời điểm này thì chúng ta đã nhìn thấy là cũng có một khoảng thời gian cái đường màu xanh lá cây này tăng lên có nghĩa là những lúc đó liền lúc mà chúng ta thấy có nhiều cây pool đào họ bán BTC nhiều nhưng mà nó cũng không, không phải là liên tục các bạn giống như là họ bán khoảng chừng vài ngày rồi họ ngưng nhưng mà ngược lại lần này ra chúng ta thì được một cái hiện tượng đó chính là từ thời điểm ngày 14 tháng 6 tới bây giờ thì cái đường màu xanh lá cây trên màn hình đó, cái những cái thanh này thì đều có sự tăng trưởng rất đều đặn có nghĩa là liên tục di chuyển BDC lên trên những cái sàn ngược lại đó thì chúng ta thấy được là cái số lượng BDC trên sàn thì lại mất đi theo thời gian và vẫn tiếp tục mất đi thời gian các bạn thì nếu như mà cái số lượng BTC từ những thời đào đem lên sàn đã bán rồi đó thì chúng ta vẫn thấy dấu hiệu là những người thu mua thì họ lại đem BTC ra khỏi sàn đó là dấu hiệu tích lũy và thật ra đó trước đây đó thì dấu hiệu này đã rõ ràng hơn bây giờ thì nó khó biến hơn các bạn tại vì sau năm 2022 thì hầu như cái thông điệp đó là nếu các bạn không lưu trữ khoa cá nhân thì BTC đó không thuộc về các bạn có nghĩa là các bạn nên tìm hiểu để tự lưu trữ tiền à, thì đó là cái phong trào hiện bây giờ cho nên trước đây đó thì uh, mỗi lần chúng ta thấy có dấu hiệu nhiều BDC rời khỏi thì chúng ta đang thấy là có thể là có nhiều người thực sự là muốn tích lũy dài hạn nhưng mà bây giờ có thể là nhiều người chỉ không muốn lưu trữ trên sàn nữa cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng này liên tục xảy ra nhưng mà ít như gì chúng ta cũng đã thấy là cái số lượng BDC trên sàn giảm đi theo thời gian và Ethereum thì cũng tương tự chỉ là tốc độ ít hơn thôi các bạn Ethereum thì cũng giảm theo thời gian nhưng mà trong cái thời điểm đã khoảng chừng một tháng qua thì không có giảm nhiều các bạn hầu như chúng ta vẫn đang chứng kiến là cũng cơ đó khoảng chừng là gần 10 5 triệu Ether trên sàn hiện tại Dựa theo tài liệu đến từ Crypto Khoan Và đây là những cái dữ liệu on-chain thủ mang đến cho các bạn và hy vọng là kết hợp với những cái dữ liệu khác các bạn có sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn Thuận thì không có dựa vào một cái dữ liệu on chain nào để ra quyết định bán hay mua đâu Các bạn đã biết là Thuận bán hay mua là dựa theo chiến lược trung bình giá DCA Và thì bây giờ thì Thuận đang trung bình giá hiện tại Những dữ liệu này đó nó giống như là tin tức các bạn Nó có cái sự chính xác tương đối mà thôi Nhưng mà nó ít như gì cũng cho các bạn thấy được là tình hình chung là như thế nào và đối với thuận đó, thì uh, thuận vẫn sẽ đi xe, vẫn sẽ tiến tới ngay thời điểm hiện tại thì những cái dữ liệu này nó chỉ mang tính chất là bây giờ thuận vẫn tiếp tục tiến tới thì bên ngoài đang lạnh bao nhiêu hay đang nóng bao nhiêu thì thuận biết bận đồ gì cho hợp lý mà thôi nhưng mà tiến tới vẫn là cái bước chân của thuận